Tức là em xe ánh nặng nó lạnh á, nên là nó mới bị mờ, giờ mới bấm quay. Chị không thích cái áo phao hả? Chị ra sao ngồi đi chị? Đây qua chung chuyển của ảnh đâu anh? Ủa vậy hả? Bên kia mới đi tàu anh. Tại vì tưởng đi xa gom vô giữa ngồi nói chuyện. Dạ hả? Thôi đi tàu bên kia á, chị ngồi tút nói chuyện. Chị ngồi tút đất sao nói chuyện. Cái ghế đó là ghế người ta gặp lại đây nè, em ngồi ra đây nè, hai ghế từ nở rồi nè. Dỡ ghế lên được nè. Ý là trải đều ra chứ. Luôn quy định công ty chị thông cảm với tụi em, còn vô trong thì không được, quyền của chị. Ở trong phải mặc bắt buộc phải mặc. Dạ. Đó là quy định nha. Thì biết bơi kệ chị. Không, chị đâu biết bơi thì. Vậy mới càng nguy hiểm, vậy mới đáng sợ. Cái này là mớt chứ mà theo tu đúng không? Dài không? Em là người nghiêm túc à. Em lên xe hơi em còn mang đai an toàn đàng hoàng. Nè không? Thanh nở chứ không nợ anh đó, chị nói với lại anh tới Peter này nó có gì cứu chị mà. Đây chị qua mấy kia thôi. Anh quay giùm em khuôn mặt háo hức. Cái thằng quanh tới đó. Bấm lúc nào quay cái này hả? Quay rồi, đang quay. Đây là khuôn mặt háo hức. Rồi nó nhảm á. Bắt từ đây qua kia. Gọi là trung chuyển thôi. Tí nữa làm sao vô kia với còn pin đi ra. Vô kia mới quan trọng á, nó rút cái mình lên này. Anh định là anh sẽ lấy cái tay đặt lên mà quên luôn á. Anh về tới nhà là anh không có thở ra được cái con gái anh đi xíu nào hết á. Lúc mà nó đi ngủ luôn rồi mới nói chuyện, mà lúc đó là gần 2 giờ rồi. Mà nó ngủ rồi đâu có nói chuyện mà lục đồ nữa. Bởi bữa cái bữa mà tới chừng thấy em ở Bến Tre anh mới được nhớ. Quên, em cũng quên nó luôn à. Mà cũng không cần, nó mượn cái... Đây là đi dọc bờ sông nè, tại vì người ta sẵn tiện, người ta trung chuyển thôi chứ. Em mới mình bước lên cầu quá là phải ở trái, mình đợi bộ chứ. Tại đi. Phát được hết rồi. Chạy đi bao niềm vui bao nỗi buồn. Vẫn nhớ cái cảnh này quen á ta. Bước lên xong cái hai cái tàu nó tách tầm ra luôn. Đợt còn đi hai cái cano đó, em bước hai chân hai bên tách ra là hai đôi vậy. Tách ra hả? Vậy cũng được luôn. Tại vì nói chung là cái... bây giờ cái tàu ảnh là sức chứa lên tới 80 người rồi. Bữa mình thằng này rồi. Rồi nay cái nhà nói chứ thì cái nhà nghỉ phải làm đẹp lắm. Thực ra bữa đó là gọi là gì? Tại vì đòi á, tại vì đòi chị đòi đi sớm á. Không, mới dưới là một phần đó là bây giờ nhận xét là phải nhận xét đúng không? Thì có nhiều trước đó thôi chứ. Có những cái em biết là tương lai sẽ phải chịu, tại cái những cái đâu cho nó có. Gọi là đúng nghĩa là người trách nhiệm đầu tiên là phải có. Chẳng qua là em cho em được nói chuyện với lại ảnh rồi được nói chuyện với lại anh chào thì khách đến tham quan, mời khách đi thẳng ra phía trước mình để trái, có người hướng dẫn mình hướng dẫn khách tham quan. Chuyến tham quan mình có hai chuyến, thứ nhất là thắp sáng, thứ hai đòi kèo. Rồi biết khách mình để trái, có người hướng dẫn mình xuống thắp sáng tham quan. Cái này là chỉ có đi tàu tham quan thôi hả? À đúng rồi, đi dọc bờ kinh nè. Không có nước không? Không đi ra không? Không có lòng bố, lòng ba, thằng gái, lòng cái bên đi chơi đúng không? Đẹp đẹp. Nói chung là cái này là những người thích đi săn ảnh á. Đi tàu. Thank you.
chả. Nước nổi là tháng mấy anh? Tháng 8. Tháng 8. Sắp rồi. Đầu tháng 8 là bắt đầu mùa nước nổi rồi. Mình giờ mới ngoài đó mình thấy mấy cái con nhỏ nhỏ đang đi trên bèo, mấy con là con chiếc ché giùm tôi lưng mình đó. À, nó đi trên bèo luôn. Dạ, hai con nhỏ 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 đang đi đó, một con là gài lội nước, một con là chiếc ché. Hai con nhỏ nhỏ đang đi trên bèo đó, hai con đó là hai lòi. Chiếc con bự đang đứng cũng đang hờ là con còng cọc. Cái tháng 8 mùa nước nổi là đầu tháng 8 là mưa không anh? Thì mưa lay ai, mưa nổi là một mưa lay ai. Cái nước mặt ở trong rừng, bông này bông kia, bông trà bông này bông kia đó. À, vô đó làm mật. Hay quá. Thấy anh Quỳnh. Ông, xa quá à. Đây đây anh hả? Anh giữ em đi. Này có hư té mới vui nè. Chứ nói trời có nhiều đó. chị xuống dưới không, chị chọi ra nước ngược lên. Cơ hội này sẽ không có đâu. Ai da. Anh đứng lên đi, anh đứng lên giữa đi. Em ngồi yên ổn đi, anh xuống. Em ngồi ở đầu để em dễ. Tác nghiệp. Nó lại đòi hỏi nữa. Chú đòi. Đang đòi tác nghiệp. Thì đang đòi quay trực tiếp phe. Ừ. Ủa, có cái máy chèo luôn nè. Có biết chèo không? Không biết chèo thì đừng có phá nữa. Em làm xã hội nó quay vòng tròn luôn. Lát nữa là đây là mỗi người cũng sống một bộ đồ biết anh. Em có chuẩn bị đồ rồi chị, em biết hôm nay không nước. Còn cũng có mày hẹp cái áo nữa cô. Có mình chạy đó. Đi đường nào? Đi đó hả? Tài xế chuyên nghiệp vậy. Đi đường nào anh? Tại vì không biết đường nào thôi. Tám trăm bốn mươi lăm hecta thì nó không có cái đèo cám đèo nhỏ. Nếu có dịp anh chị mình đến đây vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 em địch mùa nước nổi á. Vào tháng 8 đến cái đèo nhỏ nó địch là cái chết được vậy. 20/11 đi. 20/11 hai mươi một đi 2 ngày 1 đêm cũng được chị. Thì đó, thì bây giờ mình đi 20/11 đi rồi mình đi 2 ngày 1 đêm thôi. Ủa nhưng mà
mà đi tiền trạm từ đây tới đó xa quá. No. Con... cô sợ con làm hả nặng xuồng hay sao cô? Trời nó bay kìa, chưa vô trong kia mới gặp mấy con trắng bóc. Này giống như khu phải còn ở bên Đồng Tháp nó cũng có cầm chim, như ở về miền Tây thì mấy cái này nhiều. Đức coi nè, quan sát kỹ nha, chết cha, cụ hết ngón à. Nhìn túc xíu chứ. Vậy 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 làm không có đi tham gia đi casting cái chương trình gọi là tìm người bí ẩn được rồi. Không được đóng vai phụ luôn. Ai đời mà chèo mà đứng đồng mũi chèo. Không, chèo đầu chèo đuôi gì cũng được, quan trọng là đồng cái cách đó. Chèo kìa. Mọi người cái này giống con chèo, chèo. Một thanh niên lần đầu xuống sông nước cho hay. Thật ra thì Mẫn nó có 10 phút không đi trong nhà. Bây giờ mình sẽ leo lên cái đài quan sát đó nha bạn. Let's go. Đây có gấu. Không phải, chim. Hôm nay là có khu chim thôi mà. Yêu rừng là bảo vệ rừng. Rừng trà sư. Đây là rừng trà. Rừng tràm trà sư. Chúng tôi đang trên đường đi vào. Lẽ ra xíu ở đây sẽ có nước. Ở đây chúng tôi đã bắt gặp Titanic sau nhiều năm tìm kiếm. Còn mùa nước nổi thì nó sẽ là ghe nổi, còn bây giờ là nó là ghe trên mặt đất. Thank you, Captain Obvious. Thank you, Captain Obvious. Cảm ơn đội trưởng đương nhiên. Ở trên mạng nó hay chế mấy câu. Nói điều ai cũng biết. Cái này mùa nước nổi là bao đẹp. Rồi, anh quyết định rồi, anh sẽ đi xuống đây chơi. Rồi, mùa nước nổi. Nếu không ai đi thì anh em mình đi. Trời ơi, trời ơi. Anh là anh mê mấy cái này lắm. Hồi xưa giờ anh nói thiệt là hồi xưa là ngoài chị Ánh ra anh không biết đi. Mà từ hồi chị Ánh có bầu rồi có con không được đi. Giờ quen em với tụi Hùng Trung, Hùng Quân rồi nè, tụi nó cũng máu lắm. Đi cái một thôi chứ gì. Ừ, tụi em khỏe mà. Thôi đi là đi thôi. Nói cũng sắp xếp ngày. Này mình đi về trong ngày được mà. Không, trong ngày hơi nặng ạ. Trong ngày đi xe máy hay xe đò? Xe máy. Nặng á. Chào mọi người. Bất kể hành trình nào cũng có đoạn kết. Thì con đường chúng tôi đang đi cũng như thế. Nhưng mà đối với Lê Gia Mẫn thì khác.
vẫn phải tiếp tục tiến tới dù bất kỳ kết quả như thế nào đi chăng nữa. À, và để làm được điều đó là mình phải đi qua cái cầu khỉ này. Bạn thấy đó, ở dưới nó có cá sấu bạn. Một phát sảy chân thôi là tiêu đời ngay. Thì sau đây mình sẽ đi qua. Mọi người hãy cùng xem quá trình mận kéo như thế nào nhé. Hãy vỗ tay cho cú té của Lê Gia Mẫn. Cú té để đời của một thanh niên muốn nổi tiếng, bất chấp thân thể, xông pha ra gọi là cùng trời cứu đất để mang lại niềm vui cho mọi người. Mọi người hãy vỗ tay, hãy bấm like và subscribe và share mạnh mẽ cho Lê Gia Mẫn. Ô, cái này mới có bước số đồ không ta? Được, cái đó một cái đó thiết kế là để bước số mà. Một cái là luôn á. Ok. Và tiếp bước thanh niên Lê Gia Mẫn. Thì cameraman cũng đang trên đường đi qua. Và đắng lòng thanh niên Mẫn đứng trên trái tim một mình. Thanh niên Mẫn hãy nói lời gì đó cho nó chua cay, để cho những thanh niên khác nếu mà đang FA hay là đang đi với hội anh em bạn thân thì đừng có bỏ 15.000 để vô cái chỗ này, nó sẽ đáng lắm. Dạ, đừng có đi chung một người đồng hành, luôn nói về cái chuyện FA của tất cả. Bởi vì đã bị động chạm đến cái chuyện không nên động chạm, Lê Gia Mẫn sẽ quyết định vĩnh biệt mọi người. Nhảy. Chết đó, mình mũi. Chưa chết gì ngờ mà chết gì thúi. À, xa xa kia là những cái cánh cò đang bay lở bay la đó mọi người. Bởi vì bây giờ đang là buổi trưa cho nên chim cò đang về tổ ngủ. Nếu mà mình đi buổi chiều thì mình sẽ thấy những cái đàn cò bay về tổ rất là nhiều. Do mùa này đang là mùa không phải là mùa nước nổi nên nước nó không có nổi. Và khắp nơi như mọi người thấy đó, chỉ toàn là rác và lá cây. Ở dưới đây nước nó màu vàng là bởi vì nó có phèn nha mọi người. Đó, bởi vậy ở miền Tây nước nổi mà có phèn, ngộ chứ kìa. Chỉ cần ngộ đời. Rồi thanh niên có muốn làm tay tennis hay là cái gì không? Có. Đây là Mẫn sống thật với giới tính của mình. Giữa rừng chào luôn mới ghê chứ.